cùng vui với đi mọi tình đồng bữa nay hôm nay kết thúc. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình đặc biệt ơi. Xin mời. Tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân, các bậc cha mẹ học sinh đã ủng hộ cho chương trình trung thu của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Tóm, phụ huynh học sinh lớp 31 ủng hộ 2 triệu đồng. Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Linh, phụ huynh học sinh lớp 14 ủng hộ 3 triệu đồng. Xin cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Thuận, phụ huynh học sinh lớp 11 ủng hộ 3.500.000 đồng. Xin cảm ơn bà Lê Thị Thu Hương, phụ huynh học sinh lớp 33 ủng hộ 500.000 đồng. Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, phụ huynh học sinh lớp 33 ủng hộ 1.500.000 đồng. Xin cảm ơn Lê Thiên Thoại, phụ huynh học sinh lớp 11 ủng hộ 1 triệu đồng. Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, học sinh phụ huynh học sinh lớp 22 ủng hộ 500.000 đồng. Xin cảm ơn Đặng Ngọc Diễm, phụ huynh học sinh lớp 23 ủng hộ 1 triệu đồng. Xin cảm ơn bà Nguyễn Văn Hậu, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hậu, phụ huynh học sinh lớp 52 ủng hộ 1 triệu đồng. Xin cảm ơn ông Hồ Văn Nghĩa, phụ huynh học sinh lớp 42 ủng hộ 1 triệu đồng. Xin cảm ơn bà Lê Thị Hiền, phụ huynh học sinh lớp 11 ủng hộ 2 triệu đồng. Xin cảm ơn bà Đặng Thị Cẩm Tú, phụ huynh học sinh lớp 41 ủng hộ 1 triệu đồng. Xin cảm ơn Lê Thị Anh Thư, phụ huynh học sinh lớp 23 ủng hộ 2 triệu đồng. Xin cảm ơn anh Nguyễn Phước Nguyên, giám đốc ngân hàng Á Châu phòng giao dịch huyện Tháp Mười ủng hộ 1.500.000 đồng. Xin cảm ơn văn phòng phẩm Danh Cẩm Linh ủng hộ 1 triệu đồng. Xin cảm ơn khu vui chơi giải trí Giao Tây ủng hộ 3 triệu đồng. Xin cảm ơn anh Hoàng Tấn Lê Can ủng hộ 500.000 đồng. Xin cảm ơn anh Hoàng Tấn, cơ sở sửa chữa máy vi tính ủng hộ 500.000 đồng. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Đoàn, phụ huynh học sinh lớp 1-2 ủng hộ 1.100.000 đồng. Xin cảm ơn ông Nguyễn Quốc Đạt, phụ huynh học sinh lớp 4-3 ủng hộ 1.100.000 đồng. Xin cảm ơn ông Văn Minh Quang, phụ huynh học sinh lớp 22 ủng hộ 500.000 đồng. Xin cảm ơn ông Nguyễn Quốc Việt, phụ huynh học sinh lớp 1-2 ủng hộ 300.000 đồng. Xin cảm ơn VNPT huyện Tháp 10 ủng hộ 3 triệu đồng. Xin cảm ơn cửa hàng điện gia dụng Hoàng Dân ủng hộ 500.000 đồng. Xin cảm ơn anh Nguyễn Duy Minh, quán bia hải sản 39 ủng hộ 2 triệu đồng. Xin cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Minh Kỳ ủng hộ 2 triệu đồng. Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn khu vui chơi giải trí Giao Tây ủng hộ thêm 300 lồng đèn nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và chào đón quý cấp lãnh đạo, quý khách dự, các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, các bậc cha mẹ học sinh, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh lời chào đón nồng nhiệt nhất. Sao phần khởi động trò chơi các em thấy vui không nè?
Và để mở đầu cho chương trình đêm hội trăng rằm, xin mời tất cả quý vị cùng các em học sinh thưởng thức phần văn nghệ chào mừng do các em học sinh của trường biểu diễn. Hy vọng mỗi tiết mục văn nghệ sẽ đem lại niềm vui cho tất cả chúng ta có mặt trên đêm hội trăng rằm hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho phần văn nghệ nha. Xin chân thành cảm ơn phần văn nghệ, bắt đầu.
chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Các em học sinh thân mến, các em di chuyển khỏi cái đường giữa này và cái đường kỷ niệm để chút xíu có phần hấp dẫn của chúng ta là phần muốn lên đấy, cho nên là sẽ đi đường giữa, cho nên các em dẹp chống đường giữa này ạ. Ở bên trong các em ngồi xuống đi, chúng ta dễ dàng thấy, các em đứng lên ở phía sau, các bạn phía sau không thấy ạ. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý khách dự đã đến dự rồi thì mời vào bên trong bàn các ban tổ chức, xin trân trọng kính mời. Và các em yêu quý, sau đây xin mời tất cả quý vị đến với phần rất hấp dẫn và sôi động hơn nữa, đi hội chân rành đêm nay, đó là gì ạ? Đúng rồi, xin mời tất cả quý vị thưởng thức phần múa lân nghệ thuật của mỗi năm đến từ mỗi năm sôi động Phúc An Khang của thị trấn Mỹ An. Mong rằng phần biểu diễn văn nghệ múa lân sẽ được một tràng pháo tay khích lệ của tất cả quý vị. Và sau đây, xin mời biểu diễn đội lân sư đồng Phúc An Khang để chào mừng trên hội cho ngày hôm nay. Xin mời!
lại chương trình chúng ta còn hấp dẫn phía sau lắm các bạn. Chút xíu các bạn chưa được thưởng thức cái phần hai múa lân còn đặc sắc hơn này, cái phần cọp này nữa, cho nên các bạn ổn lên lại để chương trình chúng ta được bắt đầu đi các bạn. Quý khách lãnh đạo, quý khách dự, quý cha mẹ học sinh, thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh thân mến. Vào mỗi đêm trung thu trăng sáng tỏ khắp trần gian, trẻ em lại náo nức rước đèn hóa cộ. Ở Việt Nam, từ sau cách mạng tháng 8 thành công, Tết Trung Thu đã thực sự trở thành Tết của thiếu nhi cả nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh người luôn dành những tình yêu thương đặc biệt nhất đến với các cháu thiếu niên nhi đồng. Ngay đêm trung thu đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người đã dành thời gian để viết thư gửi đến các thiếu nhi Việt Nam kể từ Tết Trung Thu độc lập. Nhưng bác vẫn dành thời gian viết thư, viết thơ mà bác đã gửi gắm. Trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương như đồng, gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương. Vâng, kính thưa quý vị, vui Tết ngắm trăng nhớ Bác Hồ. Đêm trung thu năm nay được sự nhất trí và ủng hộ của Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp 10, sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân và Đảng ủy thị trấn Mỹ An. Hôm nay, trường tiểu học Mỹ An 1 tổ chức Tết Trung Thu với chủ đề Đêm hội trăng rằm cho các em học sinh của trường. Đó là lý do của buổi tối hôm nay. Sự hiện diện của quý vị đại biểu, xin trân trọng giới thiệu bà Quyền Trân, đại diện ngân hàng Vietcombank Tháp 10. Xin trân trọng giới thiệu anh Tuấn Anh, đại diện ngân hàng BIDV Tháp 10. Lãnh đạo chính quyền địa phương, xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Lê Văn Đệ, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mỹ An. Về phía ban đại diện cha mẹ học sinh, xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Văn Tón, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường. Lãnh đạo nhà trường, xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của nhà giáo ưu tú Phan Văn Dũng, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường. Chúng tôi cũng rất vui mừng được đón tiếp các thành viên trong ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, các bậc cha mẹ học sinh, thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh của trường cũng có mặt đông đủ trong buổi vui Tết Trung Thu với chủ đề Đêm hội trăng rằm hôm nay. Đề nghị quan nhân chứ. Kính thưa toàn thể quý vị, thầy cô giáo cùng các em học sinh yêu quý, Tết Trung Thu diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm và đã có từ ngàn năm nay. Đây là thời điểm mặt trăng tròn nhất và sáng nhất. Đây cũng là thời gian mà người châu Á đã thu hoạch sau mùa vụ và bắt đầu tổ chức các lễ hội mà tiêu biểu trong đó là lễ hội trăng rằm. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo ưu tú Phan Văn Dũng, hiệu trưởng nhà trường lên tham qua diễn văn khai mạc Đêm hội trăng rằm năm 2023 và ôn lại sự tích Tết Trung Thu. Xin trân trọng kính mời thầy. Tình thân mến, trong không khí vui tươi phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón mừng Tết Trung Thu nói chung, nói riêng trường tiểu học Mỹ An 1, kính chúc quý vị đại biểu, quý khách dự cùng quý thầy cô, đặc biệt là các em học sinh thân yêu của chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vui tươi đêm hội trăng rằm với đầy ý nghĩa của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý khách dự, quý thầy cô giáo cùng tất cả các em học sinh thân mến, đã trở thành thông lệ hàng năm ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và tất cả chúng ta, đặc biệt là các em náo nức hồi hộp đón chào ngày Tết Trung Thu của riêng mình.
Tết Trung Thu gần tháng 8 và trăng tròn, dịu nhẹ, náo nức và tiếng cười vui vẻ rộn ràng và tiếng trống múa lân sư rồng, thơm hương trái chín ngọt lành, dẻo thơm hương cốm ngọt lành hoa sen. Tất cả các em đều cảm thấy vui tươi và phấn khởi tràn đầy hạnh phúc vì được cùng nhau tham gia vui hội Trung Thu, giao lưu văn nghệ, cùng nhau rước đèn ông sao và cùng nhau thưởng thức hương vị bánh của quê nhà. Kính thưa quý vị đại biểu, tuổi thơ của các em có lẽ ít nhiều không may mắn như các bạn học sinh ở những vùng thành phố. Phần lớn là gia đình của các em sống ở những vùng nông thôn, chúng ta có ít có điều kiện khu vui chơi, ít được tham gia các hoạt động lễ hội văn hóa văn nghệ như các bạn ở thành phố. Đây cũng là một những thiệt thòi trong đời sống cũng như tinh thần lẫn vật chất. Vì thế ngày Tết Trung Thu là ngày mà các em đợi nhất và những người làm thầy cô giáo như tất cả chúng ta mong muốn được điều gì đó thật ý nghĩa và các đem lại cho các em niềm vui và để cho các em có được ngày vui trọn vẹn của ngày hôm nay. Nhân dịp cùng với các bạn hòa trong không khí trên lễ truyền thống và quê hương, nhận được tình yêu thương quan tâm chăm sóc của mọi người, vui Tết đón trăng nhớ Bác Hồ. Trung Thu năm nay thầy và trò trường tiểu học Mỹ An 1 cũng là một mùa Trung Thu thật đầy ý nghĩa và bao nhiêu thú vị, rất là bổ ích. Các em thân yêu, Tết Trung Thu năm nay mặc dù hết sức cố gắng nhưng chắc chắn rằng chúng tôi chưa có tổ chức được cho các em cái Tết Trung Thu thật hoành tráng đầy đủ, nhưng tất cả là tấm lòng yêu thương của thầy cô, phụ huynh, chính quyền địa phương và các tập đoàn thể, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã dành cho tất cả các em. Thầy mong rằng các em sẽ nỗ lực đón Tết Trung Thu vui vẻ. Sau một cái buổi Trung Thu của các em sẽ cố gắng hơn, thi đua học hành đáp lại sự tình yêu của ông bà cha mẹ thầy cô giáo và tất cả các mọi người đều mong đợi. Và thầy mong rằng nhà trường sẽ tiếp tục nhận được rất nhiều những tình cảm và đồng hành của lãnh đạo các ban ngành đoàn thể địa phương, của các công ty, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để chúng tôi có được những cái điều kiện tốt nhất về cái giáo dục cũng như của trường Mỹ An trong một ngày được tốt hơn. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để cùng với quý vị, cùng với tất cả chung sức chung lòng để cấp chính quyền địa phương và các bậc cha mẹ học sinh hàng năm tổ chức tốt hơn nữa cho các em những ngày Tết Trung Thu đầm ấm vui tươi với mái trường thân yêu của mình. Tôi xin tuyên bố khai mạc đêm hội trăng rằm của trường tiểu học Mỹ An 1 được phép bắt đầu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý khách dự, chúc sức khỏe thành đạt, chúc các bậc cha mẹ học sinh mạnh khỏe, tiếp tục đồng hành cùng trong sự nghiệp giáo dục cho học sinh được tốt hơn. Chúc quý thầy cô giáo một năm học mới có nhiều khí thế và sự quyết tâm cao. Chúc các em học sinh vào một năm học mới vui vẻ, chăm ngoan học giỏi, đạt được nhiều thành tích trong năm học tiếp theo. Tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các nhà hảo tâm một mùa Trung Thu mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy hài an lành. Xin chân thành cảm ơn. Sự nghiệp. Kính thưa tất cả quý vị, nhằm tri ân những tấm lòng vàng của các tổ chức cá nhân đã ủng hộ và đồng hành cùng nhà trường chúng tôi qua nhiều năm mà trường đã tổ chức của đêm lễ hội trăng rằm, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các tổ chức cá nhân có tên bước lên sân khấu để nhận giấy cảm tạ chân thành của nhà trường, qua đó cũng thay cho lời cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng của quý vị đối với nhà trường chúng tôi. Xin trân trọng kính mời đại diện VNPT huyện Tháp 10. Xin trân trọng kính mời anh Chiến Thành Nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Minh Kỳ. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Toán, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của trường năm học 2023-2024. Xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Phước Nguyên, giám đốc ngân hàng Á Châu, phòng giao dịch huyện Tháp 10. Xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Duy Minh, quán bia hải sản 39 thuộc khóm 2 thị trấn Mỹ An. Xin trân trọng kính mời chị Thanh Tuyền, khu vui chơi giải trí Dâu Tây thuộc khóm 3 thị trấn Mỹ An.
Một lần nữa xin trân trọng kính mời các tổ chức cá nhân chúng ta lên sân khấu để nhận giấy cảm tạ và tri ân của nhà trường chúng tôi. Ban tổ chức cũng xin kính mời nhà giáo ưu tú Phan Văn Dũng, hiệu trưởng nhà trường lên trao giấy cảm tạ thay cho lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp mà lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu đã dành cho thiếu nhi trên cả nước từ sau cách mạng tháng 8, với niềm yêu quý và chăm lo cho tuổi thơ, khi Bác đi xa, các bác lãnh đạo Đảng, nhà nước vẫn luôn quan tâm đến trẻ thơ mỗi dịp Tết Trung Thu về. Trung Thu năm nay, Bác Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước đã gửi thư khen ngợi động viên và chúc Tết các cháu thiếu nhi nhi đồng. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Đệ, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mỹ An lên đọc thư của Chủ tịch nước gửi thiếu nhi cả nước. Xin trân trọng kính mời ông. Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, thì được sự phân công của Đảng ủy Ủy ban nhân dân thị trấn thì tham dự cái đêm hội thành lập hôm nay, xin phép được đọc toàn văn thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi đến các cháu thiếu nhi nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hà Nội ngày 26 tháng 9 năm 2023. Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi các cháu thiếu nhi nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Các cháu thiếu nhi nhi đồng yêu quý, trong không khí Trung thu rộn ràng khắp mọi miền đất nước, tôi thân ái gửi đến các cháu thiếu nhi nhi đồng Việt Nam trong và nước ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thương yêu chiều mến nhất. Trung thu là Tết của thiếu nhi, mỗi dịp Trung thu các cháu lại được cùng nhau vui chơi cùng cha mẹ ông bà quây quần bên mâm cỗ trong chăn, cùng cảm nhận sâu sắc giá trị tình thân, nuôi dưỡng những cảm xúc hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ. Trung thu cũng là Tết của yêu thương và chia sẻ, là dịp để người lớn tự nhắc nhở mình phải quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động thiết thực, đặc biệt là quan tâm các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, để mọi trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ và trọn vẹn, được học tập, sáng tạo và vui chơi trong yêu thương của gia đình, cộng đồng. Tôi rất xúc động và tự hào khi thời gian qua, các cháu có nhiều tiến bộ, làm nhiều việc tốt, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, biết giúp đỡ và chia sẻ những người kém may mắn hơn mình. Các cháu chăm chỉ, tự giác học hành và ngày càng giỏi giang. Nhiều cháu đạt thành tích cao, trở thành niềm tự hào của gia đình, quê hương, đất nước. Tôi mong các cháu luôn nuôi dưỡng những ước mơ gia đình, ước mơ đẹp, yêu thương gia đình, lễ phép, biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua, làm mình việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ. Chúc các cháu đón Tết Trung Thu thật vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Thân ái, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay ký. Xin hết. Xin cảm ơn ông.
cùng gia đình vạn sự như ý, hạnh phúc và thành đạt. Các em ơi, bây giờ sẽ tổng hết, cái bây giờ là phần quan trọng và hấp dẫn nhất luôn nè. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến phần 2 của phần biểu diễn nghệ thuật của Lân Sư Rồng, đội Lân Phúc An Khang. Mấy lần lần này các em dành cho đội Lân chẳng có tay thật lớn nha. Xin mời đội Lân. Thank you.
chúng ta tiếp tục cái bài. Xin cảm ơn mọi lên đến từ thị trấn Thế An đã biểu diễn phần múa lân trên mọi chân cầm hiện nay với chúng tôi. Một lần nữa xin chân cầm cảm ơn tất cả các bạn. Các em học sinh thân mến, các em được hưởng niềm vui trọn vẹn của đêm hội trăn rằm đêm nay cũng là nhờ sự quan tâm sâu sắc của các bác, các cô chú, lãnh đạo các cấp dành cho các em. Ngoài ra, các em cũng được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của cô chú Mạnh Thường Quân, của tổ chức xã hội, sự chung tay góp sức của các bậc cha mẹ học sinh của trường để mỗi em ở đây một phần quà bánh trung thu cùng phá cổ và ngắm trăng. Sau đây là phần trao quà bánh cho các em học sinh nghèo, các em có hoàn cảnh khó khăn. Mời các em bước lên trên sân khấu nhận bánh từ Ủy ban nhân dân thị trấn Thế An. Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ phát tượng trưng cho một số em trên sân khấu. Còn lại, các em sẽ được nhận bánh từ giáo viên chủ nhiệm. Mỗi em đều có một phần bánh trung thu để các em cùng phá tổ gia đình đi nay. Xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Đệ, phó. Mời em Trương Thị Tú Quỳnh lớp 11. Mời em Đỗ Minh Khang lớp 12. Em Nguyễn Bùi Như Ngọc lớp 13. Em Hồ Văn Chí Khang lớp 14. Em Lê Trần Ngọc Ly lớp 21. Em Bàn Như Quỳnh lớp 23. Em Nguyễn Quốc Long lớp 31. Em Lê Anh Thư lớp 31. Em Nguyễn Thị Trần Lý lớp 43. Em Võ Lê Nhã Trân lớp 44. Em Đặng Nguyễn Hải My lớp 21, lớp 22. Em Lê Ngọc Minh Kỳ lớp 24. Em Đặng Hoàng Phi lớp 41. Em Phan Quỳnh Sang lớp 42. Và cuối cùng là em Châu Ngọc Khánh Ly lớp 34. Xin trân trọng kính mời ông Lê Văn. Xin trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách dự, các bậc cha mẹ học sinh đã đến dự và chung vui cùng thầy trò nhà trường chúng tôi. Xin kính chúc tất cả quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc và cuộc sống. Mong rằng tất cả quý vị quan tâm nhiều hơn nữa đến các con em học sinh của trường chúng tôi. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi và có một Tết Trung Thu thật ý nghĩa. Xin trân trọng kính chào. Đêm hội trăng rằm đêm nay đến đây kết thúc. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời các cấp lãnh đạo cùng toàn thể các khách dự ở lại dùng bữa tiệc nhẹ không liên quan với chúng tôi. Xin trân trọng kính mời.